7 giờ sáng, tuyến đường đại lộ Thăng Long hướng đi từ huyện Hoài Đức vào trung tâm thành phố Hà Nội đã lâm vào cảnh ùn tắc nghiêm trọng. Vấn đề tắc đường tưởng chừng như chỉ tồn tại ở những tuyến đường nhỏ bên trong nội đô, nay đã xuất hiện ở cả những tuyến đường lớn như đại lộ Thăng Long, nơi được nhiều người tin tưởng lựa chọn di chuyển bởi sự thông thoáng. Dù đã đi làm sớm hơn so với thường lệ khoảng 30 phút, nhưng anh Hải vẫn gặp phải cảnh tắc cứng, gần như không lối thoát. Hơi mệt bạn ạ, bởi vì mình bình thường đi rất là thoáng mà đến đây lại tắc. Mình nghĩ là chắc là đang sửa đường như này cho nên nó bị tắc. Theo chia sẻ của anh Minh, một tài xế xe ôm nhiều năm gắn bó với tuyến đường này, tình trạng ùn tắc xảy ra sau khi công nhân rào chắn một phần đường của đại lộ Thăng Long để phục vụ dự án xử lý nước thải. Cộng thêm việc thi công dự án đầu tư xây dựng đường Lê Quang Đạo kéo dài nên nhiều đoạn rào chắn được dựng lên. Điều này đã thu hẹp đáng kể phần đường di chuyển của các phương tiện lưu thông qua đây. Tắc vì nó làm thì nó làm mất một nửa đường, còn một nửa đường mất kia thì xe to đi được thì nó đỗ lại nên nó tắc đường như thế. Từ ngày nó làm cái đường nước giờ là rất nguy hiểm. Làm nhựa giải không đều toàn để cạnh nơi dân nhà ta đi mà chỉ có sơ ý cái ngã vỡ mặt ngay. Thì sáng phần đông ở bên này thôi, nhưng mà chiều thì phần đông ở bên kia, ngày nào cũng tắc đường.